năm ở đậu ngàn năm, đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn. Đại loại như vậy. Anh Sơn thì biết nhau, chơi với nhau lâu rồi. Trần Tiến thì sau một chút. Nhà tôi với Trần Tiến cùng tuổi, con lận loài. Tôi làm lời cho bài hát ấy, thì mới thử làm là có cái lời cho hạn hán và cơn mưa của Esola rồi. Theo cái điệu chèo. Và cái vở thứ hai là Ngày Sửa Ngày Xưa theo nhạc Tài Tử. Thì theo đánh giá của giáo sư Trần Văn Khê đấy là rất hay. Hay bị được. Nhưng không biết là bây giờ là vô với ông Trần Tiến là có vô nổi hay không. Mình có khi hai con lợn cắn xé nhau ở trong này. Hay là ông xù xì gai góc quá hay không vô nổi. Bên giữa mình nhìn ra là có thể làm được. Đối với mình thấy làm được. Bên này á, là cứ viết nhạc mà ngồi trên xe với nhau mà lái xe hoặc đi xe bóng đá. Suy cứ ngồi phía sau. Rồi cứ nghi ngợi. Ghép từ vô. Bên này cứ hát melody thôi, hát cái giai điệu á, xong rồi Duy cứ ngồi nghe như vậy, nghe và cứ thế cái chữ nó cứ mọc ra. Nó mọc ra trên từng nốt nhạc một, mọc ra, nó sẽ mọc. Mà Duy chơi cái trò chơi này sẽ là một trò chơi vui vô cùng thật. Vui chứ. Vui lắm. Tại vì không biết mà nó mọc ra kiểu khác, Duy làm thơ riêng một mình. Bên cuộc chơi mới là Duy cứ nghe cái giai điệu. Cái chỗ đó, cái nốt đó tự nhiên mọc ra chữ A, mọc ra chữ B, mọc ra chữ C, mọc ra chữ E, G, F, đại khái như vậy. Nó không thể gọi là phổ nha. Không phải phổ, nhưng mà nó ra chữ, nhiều cái chữ lạ lắm. Thì đây là một trò chơi mới, một cái cuộc đời khác rồi đó, bắt đầu mình chơi một cuộc đời khác. Bạn bè biết, người thân biết, chúng ta cũng biết, anh đã vui với cuộc đời như thế nào. Niềm vui hay nỗi buồn chỉ khác nhau tên gọi mà thôi. Bản chất của chúng là đầy tràn. Không đầy tràn, không thành thi ca, không có âm nhạc, không có gì hết. Anh đã cùng chúng ta ngưng giọng nỗi đầy tràn trong mấy mươi năm. Đã nhiều nên không cần lời từ biệt cuối. Hay là ca khúc nào của anh cũng rưng rưng hai miền đi ở, cũng phảng phất một lời từ biệt mà cũng nở bừng một cánh hoa xinh, dễ tổn thương trong khi sương muối đổ về. Tình đôi ngập ngừng tiến thôi lưỡng nan, tiến thôi lưỡng nan, mây bay khắp xứ chân mờ cõi xa. Vàng phai nhẹ nhẹ chiều hôm cửa nhà. Tiên thoái lửa nan đi về lận đận. Ngày xưa lận đận không biết về đâu, về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời. Xa xăm tôi tìm giấc mơ, tôi tìm giấc mơ. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi. Tôi tìm lại tôi. Thiên thoái lửa ngàn đi về lận đận. Đi về lận đận. Ngày nay lận đận là giọt hư không. Như mình á,
mỗi người là người này có thể là bụi tre, người kia là cây trúc, người kia là cây thông, mấy cái gì này đại khái, nhưng mà có tồn tại cuộc đời rồi. Thì đó là vấn đề là quan trọng như vậy thôi. Và vấn đề quan trọng là mình đã sinh ra đời dự định làm cái gì cho ích lợi, cho tốt đối với mọi người, và đã làm được thì tất cả Trần Tiến, tôi và nhiều người khác nữa đã làm được công việc đó, chỉ mong là làm được cho mọi người vui thôi. Và khi làm mọi người vui thì mình tồn tại, bởi vì mình không phải sống một mình mà sống cùng với mọi người và tồn tại cùng với mọi người đó, như vậy đó. Từ biệt nhé những ngày có anh, từ biệt nhé sơn của tình yêu thâm thẳm. Chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, nhói đau trước cảnh tử biệt sinh ly. Chắc rằng trong lòng anh cũng còn nhiều lưu luyến. Bốn mùa thay lá, giờ anh không còn nhìn thấy cách chúng rơi, cách chúng xoay vòng trong gió lộng. Lòng người nghệ sĩ cô đơn, ôi nỗi cô đơn tuyệt vời, dìu mây mù đi trong cõi nhân sinh. Từ biệt những ngày anh đi qua cuộc sống như một thực thể, để còn lại một áng mây trắng trôi trên nền trời.